Chuyên cơ nhìn ra. Đi càng nhiều lĩnh nó có tiếng bò, nó đau bước đi được. Em bị bao nhiêu năm rồi? Dạ, em bị 3 tháng. Dạ, dạ, là 3 tháng rồi. Bây giờ em đi, em cái động tác làm cho em khó chịu. Cái bước đi chân phải xuống là nó bị khó chịu. Dạ, cái chân phải mà dầm xuống em. Cái chân đi cảm giác rất là thẳng, bây giờ cái chân phải cảm giác là nó hơi xéo qua một bên. Rồi, cho em qua đây ngồi đi coi. Đi mọi người thấy đi em nghiêng ha. Rồi, em giơ hai chân lên. Hai chân lên. Chân cơ nhìn thấp ha. Ok. Thì cái trong trường hợp này thì mọi người biết nha nè. Em này nó bị cái ban đầu á là nó làm sai tư thế. Thì thường á là khi mình ngủ á là cái ngoài sau mình á là cái đồ mà nó chặn ngoài sau lưng á. Cái gì nè? Cái gối. Cái giường á. Thì thường thường cái đầu giường ấy mình ngủ cái mình cứ xoay này, mình cứ tròn nó đó, khi cái đó cái cổ mình nó quẹo xong cái mình cứ ngủ hoài không biết, rồi sau đó nó làm cho mà không phải là một ngày mà bị mà đã rất là nhiều ngày rồi tới một lúc nào đó mình nằm mơ mình thấy mình đánh đá nhưng mình đập cái tự nhiên chọn cái đầu mình lên giường nó làm cho bị hót cái vị đê điểm của cái cuộc sống. Rồi từ đó thì khi mà bị thoát vị đê điểm cuộc sống ấy, thì cái điều đầu tiên á là cái cảm giác tê của cái tay, rồi giờ em nắm có mỗi tay nắm thì bình thường ha, thì thường á thì là thể hiện mà rõ nhất là khi mình đi ông ta đó, thì xe mà dần á thì mình sẽ bị chèn cái cuộc sống cổ và mình nghe cái tay tê đó, rồi nhiều khi mình thấy nó không có lực nữa ha. Và cái điều mà nguy hiểm của cái cuộc sống cổ này đó là khi bị cột sống cổ thì dân già sẽ bị cột sống lưng, và rõ ràng em này đang có dấu hiệu của chèn cái cột sống lưng, cho nên nó chèn cái dây thần kinh và nó làm cho tê cái chân bên phải ra đã làm, mà khi tê chân phải thì mình ho mình nhảy mũi nó cũng đau, thấy rõ ràng ha. Mà khi đau vậy thì mình sợ mình cứ đi một chân mà đau thì mình không dám làm, mà như cái chân không đau làm thành cái chân trụ. Và từ cái chân trụ đó nó làm cho cái chân người mình càng ngày càng lệch đi. Thật ra em này đi có cảm giác là lệch. Thật ra khi mình giải quyết xong cái lỗ đi ha. Và mình học cái bài thần kinh tọa đây học chưa? Rồi thì dù là có chữa cho em ổn đi nữa thì em cũng phải tập những cái bài tập đó, nhưng mà đây đã hướng dẫn ha. Và cũng đừng có quên hút không khí ha. Rồi chườm đá, mà chườm đá mình á thì nó có một cái để tôi dặn như là trong cái thần kinh tọa đó, thì chườm đá khi nào mình thấy đau mỏi nhiều thì mọi người cứ lấy cái cục đá bỏ trong cái ngăn lạnh á, do đó là bao giờ về thần kinh tọa là chúng ta phải sử dụng hai cục đá, một cục đá để mình chườm nóng, một cục đá để mình chườm lạnh. Thì cục chườm lạnh á là em chườm ngay cục sống lưng nè, khi em đau em chườm, khi nào hết đau rồi em bỏ ra thì lại lúc đó em chườm nóng, hiểu chưa? Rồi tối ngủ á thì em theo tôi thì hơi tham chút xíu là một cặp để bỏ trong tủ lạnh để chườm khi nào đau, và hai cặp, một cặp chườm nóng ấy, là ở gan dưới ở cổ mình để tối đi ngủ, còn ban ngày á thì mình chườm lạnh ở đây rồi mình chườm lạnh chườm nóng hiểu nói không? Chứ thay phiên nhau chườm vậy đó, thì như vậy nó sẽ giúp cho em khỏi mà lâu dài hoàn toàn. Tất nhiên là kết hợp với mấy cái bài tập ở đây, là bệnh em không có nặng lắm, gì mới mấy tháng vậy nha. Hay là tôi giải quyết cái là em lại ổn ngay lập tức. Ok. Thầy cho em hỏi là chườm nóng chườm lạnh xen kẽ hay là cùng lúc được? Không, chườm nóng lạnh là xen kẽ. Thí dụ như em chườm lạnh đi một hai lần, bệnh theo một đau nó không nên chườm nóng. Em hiểu nó. Còn khi mà đã chườm lạnh vô mà hết đau rồi á thì cứ chườm nóng đó. Nhưng mà cái quy mà ước mà thật là rõ ràng đó là buổi tối đi ngủ ấy, em cứ chườm nóng cho tôi đây với cặp chườm ở ngay cổ. Thì ok, hai cái chùm nóng á. Đá mà chùm lạnh là mình luôn luôn bỏ trong ngăn lạnh, tủ lạnh. Đúng rồi, ngăn, ngăn đông hay là ngăn mát? Ngăn lạnh, ngăn đông á. Thì cái đá đó là ngoài cái chuyện mà mình để chữa những cái chỗ đau, thì khi nào mình đi sưng nóng hoặc là làm bếp rồi đó, bị cái hơi nóng làm cho phỏng tay, phỏng chân rồi á, em có lấy vừa xèo muốn phỏng thì em lấy cục lạnh để vô đặt cái đó chút xíu thì ở ra không còn phỏng. Mình làm liền ngay lập tức. Còn mình đi rồi mình bị trật kinh, trật tay, bị té, bị ngã rồi là đừng có chườm nóng, đừng có thoa dầu nóng.
vì mình thôi nóng thương bệnh nặng lên, mình cứ lấy cái đó là nó ra dồn dồn chút xíu hết. Ok, đó là một cái bài học mà đã cầm đá kỳ diệu lại cho đó. Ok, rồi em qua đây ngồi đứng cái này rồi. Việc ấy, là khi mình chữa cái một người mà bị vấn đề về cuộc sống ấy, thì mọi người nhìn cái cách chữa của tôi ấy, là mình chỉ mới có chữa cái tai thôi ha. Thì cái người nó cũng đã ổn rồi. Đây mọi người thấy tôi dừng ha, tai này. Rồi bây giờ em thử đi qua bên kia đi lại, em thấy khác rồi. Mọi người thấy em đi khác không? Khác, khác được. Em thấy không? Em thấy em đi, em thấy nó đều lại hơn nha. À, rồi qua đi. Em thử á, là cái chỉ một cái động tác thôi, mình đã thay đổi hết rồi. Chứ không cần là phải như bằng gì mà ghê gớm lắm. Nghe ghê không? Này mới ghê á. Nghe ghê không? Đấy. Thế thì như vậy á, là mình đang chỉnh lại cuộc sống cho em này. Ha. Và nắm chặt này đi em. Để em để lên đây. À, và cái đây là cái cách mọi người nhìn này, ở nhà mình có thể làm, nhưng mà lựa người nhỏ con làm chứ người lớn con mình làm nổi thôi nha. À, thì người bệnh sẽ nắm cái tay về, mình vòng cái tay này, thấy chưa mọi người, thấy không? Đấy, rồi khi tôi nắm được về là tôi xoay nè, thấy chưa? Thì khi xoay về là người bệnh cũng đã thấy dễ chịu rồi nè, thấy chưa mọi người, thấy không? Rồi khi xoay về xong rồi thì mình để cho cái người ta nhẹ nhàng nè. Mọi người chú ý nghe tôi nha. Nghe gì không? Em nghe gì không? Nghe. Nó giả rồi ha. Nhưng bây giờ em đi thử coi em thấy khác rồi. Đi tới luôn coi. Mọi người thấy khác chưa? Nó đỡ hơn nhiều. Thấy đỡ nhiều phải không? Nằm xuống đây. Mọi người thấy không? Mà những cái động tác của mình về cuộc sống ấy, là nó đã làm cho người bệnh ổn định rồi. Nghe không? Rồi, cất người lên. Rồi, em qua đây em. Rồi tôi phải sắm cái gối này để cho ngồi lên. Tại vì cái hồi trước là cho ngồi không, nó cấn nào. Em, có cái này thì êm ái hơn. Trước khi lên thượng ghi gì, đoạn đầu đài thì cũng phải êm ái chút. Rồi cứ nói lời từ biệt thì nói nè. Ok. Đấy, khoái. Hơi tù quá nha. Rồi em làm em ngó xuống trên đó dễ đừng nữa, thấy không? Đừng để tụt tụt này nóng sướng. Thôi nằm yên đó, rồi em hút mạnh vô. Rồi bây giờ em đi thử ra ngoài kia em thấy khác nhiều rồi. Và cái đặc biệt khi mà mình kéo cái cột sống cổ ấy, thì cột sống lưng nó êm luôn. Sao rồi? Căng này. Đây là gì nè? Ừ. Bây giờ quay lại đi. Em nói sao? Em thấy tê là sao? Bây giờ nghe vùng mông nó đang bị giống như con kiến bò, nó tê ở vùng đó. Mọi người biết là sao? Là vì khi mình kéo cái cột sống cổ ra đó thì cột sống lưng nó giãn luôn. Thì giờ mình quýnh cú chót, đúng không? Rồi nằm xuống đi. Rồi nằm nghiêng ra. Em rồi quay mặt nhìn tôi. Rồi em xích qua đi, đi xíu cho chân nó thòng xuống đó vậy nè. Ok, thấy không? Rồi bây giờ là cái em nắm chặt vậy đi đó, nắm chặt này đó vậy đó, vậy nha. Ok, chưa đã nữa, chưa đã để nắm gì cho đã hơn, nắm chặt được. Rồi, quay đầu quay mình. Rồi, bây giờ bên chiếc nào bị chèn? Rồi bên này chèn phải không? Rồi, em nằm đi.
rồi em lùi ra sao đi chú, rồi là rồi bỏ chân này thẳng ra đó vậy đó, rồi nằm nghiêng về bên đây, ok. Rồi, bây giờ đi đứng ra bên trên, chưa? Bây giờ đi khác ha. Rồi, bây giờ bớt tay chưa? Dạ bớt tay. Rồi còn kiếm bò còn không? Dạ vẫn có. Rồi vẫn còn, em ngồi đây. Rồi, thì cái mà kiếm bò mà vẫn còn thì là bị L5X1. Hồi nãy giờ mình chỉnh á, thì nó mới đụng tới L4L5 thôi. Thì em lùi ra sau một chút. Bây giờ xếp bằng chân lại. Và bây giờ tới lúc mà mình xài cái đốt sống dưới á, ha, thì em cầm đây dịnh cái tay đây chút ha. Rồi. Rồi dở tay đây. Ok. Rồi. Hơi khó chút xíu, rồi rồi nha, được chưa? Được rồi đó. Đổi tay qua đây. Rồi, em nằm sắp đi. Sống thì bấm điều hết năm ngón, rồi em cho hai chân này xuống, rồi đẩy xuống đi, đẩy xuống, rồi em ơi em xuống với nằm sấp với dưới, nằm dưới đấy. Em kẹp chân lại, em kéo chân lên, đó, rồi em rút hai cái chân vô, em đạp vô, đạp cho phèo á, đạp lên phèo, đúng rồi cái kia luôn, đúng rồi móc cái chân vô đó, rồi bẻ xuống, ép xuống, còn quỳ xuống, rồi nó bây giờ đã rồi đúng rồi, đó, à, thì để cho nó căng cái đó ra, em, đó, để cho nó nghe nó đã ha. Đã thiệt ha. Rồi bây giờ em bỏ ra, em quỳ hai cái gối xuống hai cái mông đó. Đúng không? Em quỳ hai gối đúng. Rồi co giò lên, đạp lên ngay như giữa khoe chân đó. Đúng. Rồi heo. Rồi nhích lên nhích xuống. Rồi cái này massage không có tốn tiền này nha. Rồi xoay đò. Được chưa? Mọi người nhìn cái này là học nghề được như học nha. Rồi, đứng dậy, quay nằm lên, quay ngược lên, nằm lên. Để cho nó vừa gối nằm. Rồi, nằm xuống, cổ êm xuống rồi. Dỡ cái hai chân lên cái góc 90 độ. Đúng rồi, lên nữa, lên 90 độ rồi. Em bỏ hai chân, hấp á, hai chân về cho nó kẹp 90 độ. Rồi quỳ xuống, rồi để ngay đây ha. Bây giờ chơi luôn cái cú này luôn. Rồi kết lên mắt, đó đúng rồi. Rồi nhúng cho nó xuống cho nó sướng, thấy không? Rồi anh khoái anh sướng cười, thấy không? Đó thấy không? Thích miếng mà ngon lành. Rồi ba cái đủ rồi. Ok, đứng dậy đi. Rồi bây giờ là em đứng đó rồi cúi xuống nha, cúi xuống, đứng dậy, cúi xuống, coi tình hình sao rồi.
Rồi, đi tới luôn coi. Mọi người nhìn bây giờ cái dáng đi khác chưa? Hồi nãy là đi chân lên chân xuống thấp á. Ok. Đã như rồi hả? Dạ. Rồi. Cảm ơn thầy vì đã cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn. Rồi em. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.